Ok, hello bà con. Hôm nay là làm clip nói về ưu đãi cuối tuần. Thì trước khi làm thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều bạn đã liên hệ nhờ nhờ mình vô ad fix hoàng hồng giùm. Thì mình nói luôn là clip trước mình đã nói rồi, nếu các bạn cần mình vô ad cao để mà sửa hoàng hồn thiên phú tư vấn riêng về ad thì mình lấy 75.000 một lượt. Còn những bạn nạp mà nhiều á, như VIP 8, VIP 9, VIP 10 mà các bạn muốn mình vô kiểu vô thường xuyên á, cứ 2-3 ngày vô một lần trong vòng một tháng á, thì mình lấy 250.000 một tháng nhé. Thì mình sẽ luôn vô ạ các bạn, rồi mình coi hoàng hồn thiên phú, rồi mình với lại những thứ khác như hồn linh, rồi mai mốt sẽ ra cái thần thúc thức này nữa, mình sẽ làm luôn, mình chỉ các bạn hết. Rồi này nó hết, tổng lại cứ một tháng mình lấy là 250.000. Còn mấy bạn mà cần mình vô một lượt thôi thì chỉ là 75.000. Thì mình làm vậy là tại vì rất là nhiều bạn nhờ mình vô ạc hay là sửa riêng từng người ấy. Thì cái đó là mình không thể nào mình làm hết được nên mình phải thu phí vậy thôi. Chứ mình bạn một ngày mình làm chừng 5 tới 10 ạc thôi mình cũng hết thời gian rồi. Rất là nhiều bạn nhờ nên các bạn thông cảm. Nhưng mà tất nhiên các bạn hỏi những câu hỏi thông thường mình vẫn chỉ, và những câu hỏi các bạn hỏi mình cũng đã làm clip rồi. Nói chung rồi các bạn lên các bạn học thì các bạn vẫn có thể làm được, không có vấn đề gì cả nhé. Chứ không phải là mình cố tình kiếm tiền đâu, mà tại vì nó là quá tốn thời gian của mình. Nhưng một bạn mình sửa là cũng phải tới 15 20 phút rồi. Ok rồi ha, giờ mình vô chủ đề hôm nay là ưu đãi cuối tuần. Thì cái gói này là cứ cuối tuần là nó bán, mỗi cuối tuần luôn, xuyên suốt cho đến hết game. Thì cái gói đầu tiên là gói cuối tuần bên tay phải này, góc dưới á, cái gói mà bán cái cục đá này nè, đó là nó bán tiền trong game là 8.088.000 vàng khoảng đó. Còn gói bên trái, gói quý tộc này á, thì bạn được hai cái này á thì nó sẽ bán bạn là 388 kim cương. Rồi còn gói trên cùng á là gói mà nó sẽ bán bằng tiền mặt nhé, 4 đô 99 là khoảng trăm ngàn, trăm mấy mấy chục hay gì đó, khoảng đó hơn trăm ngàn tí. Thì cái gói này là gói quan trọng nhất. Mình những bạn nạp tiền là nhất định phải mua, tại vì nó sẽ cái hộp này thì ok, mình thiếu cái gì mình lấy cũng được, nhưng mà vấn đề là cái hộp này nè, mỗi tuần bạn được một hộp thôi, bạn đó ra được một cục này thôi. Và trong những số cục này là cục hiếm nhất, là farm bạn có farm rất là nhiều cũng rất là khó rớt, tỷ lệ rớt là giống như là 0.1% vậy. Mình chơi hơn 6 tháng mà thấy nó rớt được 1 đến 2 lần hả? Mình nhiều người farm luôn nha, là nó rất là hiếm rớt mà bạn cần rất là nhiều cục này chứ không phải là một cục, nên nhất định phải nạp. Cái lý do là tại những cục này á nó sẽ cho các bạn biến hình cái hồn chiến trong game, gọi là gì, là chân thân võ hồn đó. Ừ, nếu mà bạn thấy bậc 1, bậc 2, bậc 3 thì các bạn muốn bậc 3 trên comment ít nhất. Nhưng mà top server các bạn coi mà thấy hình ảnh này nọ là họ chân thân bậc 3 tới 3 tới 4 con hết rồi nhé. Ít nhất là 2 con, như mình ở trên nạc chính là chuẩn bị cũng 2 con luôn rồi. Nó rất là khó để lên được, mà cần phải nạp, cần phải mua cái gói đó mỗi tuần nhé, những bạn nạp tiền nhất định. À, mình nói luôn, sẵn tiện nói luôn, cái gói này thì những bạn nạp tiền cũng nên mua nhé nếu được. Tại vì gói này chỉ bán 30 ngày đầu tiên thôi và nó có những thứ các bạn rất là cần khúc đầu. Đỡ phải farm, với lại nó cho nhiều hơn. Ừ, gói này rất là lợi. Hồi xưa tụi mình đã ngồi tính toán rồi, mình không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà tóm lại là so với giá tiền nó bán thì bạn rất là lời, không có lỗ. Và cái phiếu này thì các bạn nhớ là cứ 10 lần thì quay, dưới 10 lần thì đừng có quay, để dành chừng nào có đủ 10 lần thì quay vậy thôi. Cái này 30 ngày đầu tiên server mở, sau 30 ngày là không không có nữa nhé. Chờ mai mốt làm clip phải mute cái Facebook mới được đó. Các bạn thấy rất nhiều người nhắn tin mà nhờ mình sửa, vậy là mình không thể nào làm hết được hết đó. Rồi vậy ha, mình sẽ để link Facebook ở trong phần thông tin video, bạn nào cần thì liên hệ mình, hoặc là muốn hỏi những không bình thường mình vẫn sẵn sàng trả lời vô tư nhé, chứ không phải là mình chỉ trả lời những bạn mà cần cái dịch vụ không đâu. Rồi cảm ơn, bye bye.